Kính thưa gia đình đặc quyền, kính thưa các cụ ông, cụ bà, bạn bè thân bằng quyến thuộc cùng toàn thể nhân dân trong làng có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Giữa lúc toàn thể nhân dân trong làng đã tập trung thu hoạch lúa mùa 2019, chúng tôi nhận được tin cụ Lê Chí Nữ đã rút hơi thở cuối cùng. Với tấm lòng xót xa thương tiếc, hôm nay đây hội cựu thanh niên xung phong, hội người cao tuổi cùng các cụ ông, cụ bà, bạn bè thân bằng quyến thuộc cùng toàn thể nhân dân trong làng tụ họp nơi này để tiễn đưa người hàng xóm, người cha thân thương của các con, người ông yêu quý của các cháu, người cố kính trọng của các cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Cựu Lê Chí Nữ sinh năm 1931, là công dân thôn Trung Tiến, xã Hoàng Quỳ, là hội viên hội cựu chiến, hội viên hội thanh niên xung phong, là hội viên hội người cao tuổi thôn Trung Tiến. Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo thuần túy, một gia đình nề nếp gia phong có truyền thống cách mạng. Lúc còn nhỏ, cụ là người khôn ngoan hiền đức độ. Cụ sinh ra và lớn lên trong khi đất nước còn chìm trong hai cuộc chiến tranh, bọn đế quốc và tay sai giải xéo bóc lột nhân dân đến tận xương tủy. Một thanh niên cường tráng không chịu cảnh nước mất nhà khan nhà tan theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc. Cụ tham gia nhiều phong trào trong chiến dịch phục vụ chiến đấu giải phóng dân tộc. Cụ tham gia vào thanh niên xung phong từ năm 1968 đến năm 1971, chiến lương cải đạo phục vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chưa hết chiến tranh, cụ về địa phương tiếp tục trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Cụ tham gia nhiều phong trào trong địa phương, tổ quốc gọi, đất nước cần. Cụ lần lượt động viên các con cháu tổng quân vào quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ từng mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc. Cụ đã có 10 con trai gái dâu rể là những người lính kiên trung góp phần vào nền độc lập tự do cho tổ quốc. Hiện nay cụ còn một con trai là sĩ quan cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam, một con trai là cảnh sát hàng ngày bảo vệ bình an hạnh phúc cho nhân dân. Cuộc đời và thân thiết của cụ thật là cao cả, đã được Đảng và Nhà nước, nhân dân ghi nhận công lao đóng góp của cụ. Nhà nghèo, con trong kinh tế thiếu thốn trăm bề, ông bà xoay đủ nghề để tạo dựng cuộc sống, nuôi dạy con cái, mong các con cái trưởng thành, dành dụm từng bát cơm manh áo cho con cái ăn học. Nhiều lúc cơm không đủ no, áo không đủ mặc, những ngày tháng vất vả lăn lộn, thâu đêm suốt sáng, không một lời than phiền, mong sao cho các con khôn lớn thành người. Nước biển mênh mông không đông đầy được lòng mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín con cha. Cụ sinh được 11 người con, 5 trai 6 gái. Cụ đã có 24 cháu nội ngoại, 15 cháu nội ngoại. Các con cụ đều đã trưởng thành, nay đã yên bề gia thất. Cụ là chỗ dựa tinh thần cho con cháu vươn lên trong cuộc sống. Với các con cụ, cụ là người cha mẫu mực, bao dung độ lượng, hết lòng vì tương lai con cái. Với bạn bè hàng xóm người thân, cụ luôn hòa nhã nhiệt tình, có trách nhiệm, được mọi người kính trọng và yêu quý. Cụ Lê Chí Nữ do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được 4 cháu, gia đình tận tình hết lòng cứu chữa, nhưng không qua khỏi, cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 7:30 ngày 30 tháng 9 2019, tức ngày 2 tháng 9, năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 89 tuổi. Thế là hỡi cụ ơi, cụ ra đi về quãi vĩnh hằng, than ôi đất phụ màu tang, con cháu đây thương xót mấy nhà thông, cảnh âm dương nơi ngã chưa lìa, râu rể đỏ ngập ngùi thương xót mô.
89 tuổi cũng về miền Tây Trúc, tộc họ xóm làng ai cùng nhớ thương, những tưởng trăm năm giữ hưởng thọ, sáng chiều thong thả bước văn du. 89 tuổi Đức Trần Phổ Trọng, năm 2019 tháng 9 tĩnh biệt quay Trần, ngày 30 lúc 7:30 đã từ dưỡng thế. Cụ ra đi, con cháu đây chức thỏa lòng dường đáp, cháu con đây sầu thảo kéo tâm, nay đến yếu còn cháu ra chấp, cháu khởi buồn chứng gợi nhớ mong hồn cụ xíu thoát. Rồi sẽ tăng đưa về sống tiểu thuyền, tầm toàn hát thương bay quanh phần hồ. Kính thưa hương hồn cụ lấy chi nữa, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ sẽ vĩnh biệt chúng tôi, về với tổ với tiên, với cái bồng lai tiên cảnh, tình đời rất đoạn, nỗi đau khôn cùng. Với đạo đức của cụ, bạn bè xóm làng, ai cũng lưu luyến tiếc thương. Cụ ra đi, các con mất đi một người cha hiền hòa kính trọng, bao dung độ lượng, các cháu chắc mất đi một người ông người cổ vui tính yêu thương. Gia đình mất đi một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì thay thế nổi. Hội người cao tuổi, hội cựu thanh niên xung phong mất đi một hội viên mẫu mực, một cái cao bóng cả tỏa mắt cho đời. Con không còn thấy cha, cháu chắc không còn thấy cụ, ấm dương cách biệt. Kính thưa gia đình đáng quý, trong giờ phút thiết thương vô hạn này, chúng ta khiến đưa cụ Lê Chí Nụ về quẩy Vĩnh Hằng. Thay mặt cho cán bộ nhân dân làng Quỳ Tử, xin hứa và chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Xin hứa với cụ, toàn thể cán bộ nhân dân làng Quỳ Tử quyết tâm thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình ấm no và hạnh phúc. Xin chúc cụ an giấc ngàn thu. Trước bàn thờ khối hương bay tỏa để vĩnh biệt cụ, tôi đề nghị toàn thể nhân dân, bạn bè thân bằng quyến thuộc có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, xin dành cho cụ một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Do tuổi cao sức yếu, bố tôi chút hơi thở cuối cùng vào 7:30 ngày 2/8 ở đường Thọ, 89 tuổi. Trong lúc gia đình đau buồn mất mát, đã được cán bộ nhân dân làng có đó tiền sử, bạn bè thân hữu gần xa, các cơ quan đoàn thể ở gần ở xa đã đến gửi cờ hoa chia buồn động viên thăm hỏi gia đình. Thay mặt gia đình, tôi không biết nói gì hơn, xin trân trọng cảm ơn tình cảm tấm lòng của cán bộ nhân dân làng Quỳ Tử cũng như các cơ quan đoàn thể đã gửi cờ hoa điện chia buồn với gia quyến. Trong lúc các gia đình mất mát có gì thiếu sót, mong các đồng chí bà con làng xóm lượng thứ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
tâm phùng thịnh, chư Phật Quan Âm Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đồng từ gia hộ. Nhân tâm phùng thịnh vô lượng chư Thiên Long Thần Hộ Pháp, chư vị Thành Hoàng Thần Linh Tổ Địa đồng từ gia hộ. Nhân tâm phùng thịnh hội đồng Ca Tín Lễ Phật đồng từ gia hộ. Oh.
thần núi trăng người đèn đưa trên kim cứ vì ai cũng vậy như mấy điều đồng mà kể để chi hồn ca về than thức một hồn ơn ôi cha ơi tôi bây giờ âm thương cách biệt ngậm ngùi thay ngày tháng đều hiu nghĩ đến cha thương nhớ tâm từ chiều tình phu tư ta người này xa cách ông nguyên lòng thanh thản ra đi, từng bần biểu những gì trên trần thế. Cha ơi, mới trải qua xuân mộng cả nhà, mà nay ta đã về quy yên chầu Phật, tổng công một trần gió lay sáng ngày, đời người chưa thể không hoa, thanh vàng tổ tiên như là phê tươi, gặp cơn mưa gió lắm người, hoa tà nhị lửa thương ôn đã lời. Nay ta về quy yên chầu Phật, vứt sinh thành trở lại xương cao, để ơn trả nghĩa thế nào cho xong. Kể từ nay ta tha làng hoa sống, tình thương tình thái mà vương nghiệp cầu. Âm dương các việc ngậm ngùi nhớ thương, thân thì thấy khỏi hương đi hút ngọt lại tầm thánh thoát phương nơi. Đau lòng có con lắm cha huy, hàng năm rất đầu xa xoay cửa nhà. Sống tình nghĩa ở nơi dương thế, chấp thành hơi về với vĩnh hạ. Thu thế thì kẻ đạo lạc sầu tù tình thân. Ông ơi còn gì những gì mà vui, bóng dáng ông yêu thị kia rồi. Mái ấm mà vui ngày dưới biển sóng lòng nước mắt. Xái lại đi, xái lại không được, mà xái lại không được. Người về ấm ngày vui hạ cuộc đời, cầu cho linh hồn ta về nơi quý suối an lạc bình yên. Cha ơi, lòng vẫn lý công mẹ cha có lòng xin con la giữ được thành thân dù vì tấm ái đến nay không xa lại quy thiên chầu Phật. Bây giờ vượt hạn về đâu để cho con cháu ông sầu nhớ thương. Có ông thương đôi đường cách biệt biết thế gì áo đáp để ơn chuẩn bị đến giờ làm lễ đi qua tất cả các đình tăng thủ về phía trước. Bởi vì thế và một bên bốn người để chuẩn bị làm lễ đi qua tất cả đứng hai hàng. Lên đầu luôn, lên đầu luôn. Đi đi. Thank you.
trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dâu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dâu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim.